Bạn muốn chơi chẵn lẻ, banh tự động lên ngay Vobip.fun. Hệ thống chẵn lẻ banh uy tín, an toàn, giao dịch tự động 24/7, thanh toán chỉ 3 giây. Đường link dưới phần mô tả. Click ngay, đừng bỏ lỡ. Hey yo, what's up? Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber DM Gaming trong tựa game Siêu Đại Chiến. Và chúng ta tiếp tục cuộc hành trình với tựa game này anh em nhá. Nào, để hôm xem nay là ngày thứ bao nhiêu các bạn. Rất nhiều những banner vừa được mở ra. Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu thì quà online nhận phát anh em nhá. Hôm nay là ngày điểm danh ngày thứ 3 nha các bạn nhá, đúng không? Hôm nay chúng ta đã sang ngày thứ 3 các bạn. Đấy, ngày 1, ngày 2, ngày 3 này các bạn. Hôm nay ngày thứ 3 của chúng ta có gì? Mình nhớ là mình có một cái hoàn trả ngày thứ 3 đấy các bạn. Hoàn trả ngày thứ 3 các bạn sẽ nhận được 300 kim cương cùng với đó một hero SSR ngẫu nhiên đấy các bạn nhá. Ok các bạn này. Quà tăng bậc này. Đây, mình nhận được hero SSR chọn đây các bạn nhá. Ngon chưa? Nào, bây giờ cùng ra xem cái thằng ngẫu nhiên nó ra thằng gì anh em nào. Để cùng xem cái thằng ngẫu nhiên của mình sẽ ra thằng gì nhé các bạn nhé. Rồi, xác nhận. Và đây là, ui ôi, mẹ lúc nào ra cái thằng này vậy các bạn. Hero SSR chọn, nó sẽ cho các bạn chọn gì nhở. Zatogami Toha này, Tohisaki Kurami này, Kirito và cả Tanjiro nhé các bạn nhé. Có lẽ mình sẽ lấy Tanjiro để mình up thằng Tanjiro của mình lên. Tanjiro của mình hiện tại đang là 2 sao, đúng không? Tanjiro 2 sao. Bây giờ mà bồi dưỡng tăng sao nó lên là cần 1, 2, vẫn thiếu một ít, 20 mảnh, 1, 2, 3. Ủi, vẫn thiếu thêm một con nữa mới lên được Tanjiro nha các bạn nhé. Nào, thì bây giờ cứ lấy nó về đấy các bạn nhé. Mình cứ tưởng cái túi tự chọn này được chọn hàng xịn lắm, nhưng mà nó không nha các bạn nhé. Nó chỉ chọn mấy con cơ bản thôi. Ok, mình sẽ lựa chọn Tanjiro này các bạn này. Rồi, bây giờ mình sẽ up sao nó lên. Up sao nó lên đội Tanjiro này. Ngọc này, à không, nhầm các bạn, lùi vào đây này. Má, cái này, cái chat này, nó trùng vào đây nhé các bạn nhé. Mình sẽ bồi dưỡng này, tăng sao này. Đấy, mới được 3 sao đấy các bạn. Mới được 3 sao rồi, thiếu một con Tanjiro nữa là mình sẽ up nó lên được thành 3 sao đấy các bạn nhé. Có lẽ mình sẽ tâm nguyện nó đi các bạn, đúng không? Có lẽ mình sẽ tâm nguyện nó đi các bạn. Hôm nay thì mình sẽ bỏ hết đi. Bỏ hết đi, mình sẽ tâm nguyện Tanjiro nhé các bạn nhé. Đó, Tanjiro và gì nhở, tâm nguyện hai con này trước đi các bạn. Hai con này, cho hai con này lên 2 sao đi. Cho hai con này lên 3 sao nhé anh em nhá. Nào, mình đang có 51 vé. Lại tha hồ vé để xả nhé các bạn nhá. Xả 10 vé đầu tiên, chúng ta có gì đây? 10 vé đầu tiên chúng ta sẽ nhận được ai? Đó là Tifa, đẹp nhở. Inuyasha, Miku, Kuma, Inosuke, Quỷ lão tiên sinh, Ryu, Inuyasha, Rem và Shinobu. Đó, 10 vé tiếp theo chúng ta có gì anh em nào? Hy vọng ra sẽ nổ luôn ở đây nhé các bạn. Nếu mà mình nổ ra thằng gì nhỉ? Ấy là mình nổ luôn đấy các bạn. Ua, nổ Nezuko nhé các bạn nhá. Hôm nay mình nổ Nezuko này các bạn này. Đấy, hôm nay nổ Nezuko rồi. Power Buggy Asuna, Buggy Power Kyo, Ryu Zero Chu, Chun-Li. Nổ luôn này các bạn, 31 vé nữa. Ui, thế cho nổ nốt thằng này đấy các bạn, đúng không? Mình đã thấy mình nổ nốt, chưa bộ nốt thằng Tanjiro, up nó lên thành 3 sao luôn các bạn này. Cho nhanh, gọn lẹ. Wow, xinh nhỉ. Mỗi tội là quả ngực này mà nó còn động đậy một tí nữa thì nó đẹp nha các bạn nhé. Quả ngực nó động đậy một tí nữa thì đẹp, đúng rồi nha. Luffy, Chun-Li, Makiba, Mai, Shirui Mai, Toge, Miku. Đó, 10 vé tiếp theo rồi các bạn này. Đấy, tâm nguyện ra cả đôi luôn nhé, cho nó đẹp luôn. Tâm nguyện ra cả đôi cho nó đẹp luôn. Úi giời ơi. Đây là thủy thủ mặt trăng Tetsukino Usagi. Boa, Luffy. Ô, lại ra Nezuko tiếp này các bạn này. Phải thật. Mẹ ra hai con Nezuko kìa. Mẹ mày, thế này thì lỗ rồi. Thế này thì lỗ rồi. Nào để xem mình. Nezuko của mình lên sao luôn rồi các bạn. Wow, thế này lên được 3 sao luôn các bạn. Ấy, up thành công Nezuko lên 3 sao nha các bạn nhá. Tăng sao chúc mừng, mở được kỹ năng này các bạn. Đó là khi mỗi lượt bắt đầu gây cho mục tiêu hàng trước 120% sát thương phép, mục tiêu giảm 20% tỷ lệ tăng sát thương, duy trì 2 lượt. Đấy, tăng giảm tỷ lệ gây sát thương nha các bạn nhá. Đó là Nezuko 3 sao. Ok nha anh em nhá. Ấy, up thành công rồi các bạn.
lực chiến cộng thêm 2000 nữa nhé các bạn. Nezuko 3 sao. Đáng tính áp thằng kia lên trước, cuối cùng Nezuko lại lên trước nhé các bạn nhé, đúng không? Đáng tính áp thằng kia lên trước thì cái này lại lên trước các bạn. Nezuko. Đáng tính áp thằng kia thì con này lại lên trước nhé các bạn nhé. Nhưng mà kiểu gì cũng lên thôi các bạn đúng không? Kiểu gì cũng lên thôi. Nezuko 3 sao. Hiện tại thì mình đang bị level 34 nha các bạn nhé. Anh em ở top server đang là lên được level bao nhiêu các bạn? Lên level 37 anh em ạ. Lên level 37 rồi. Nghĩa là mình đang bị thiếu mất 3 cấp nha các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta làm nhiệm vụ đi. Nhận nào. Tiêu hao 1000 thể lực, tặng điểm cho bạn bè. Thành tựu nhiệm vụ ngày đấu trường, khiêu chiến đấu trường một lần các bạn. Ai già vậy, bây giờ các bạn toàn 400-500 điểm này, kinh quá nhỉ. Hơn 300k lực rồi, cứ nai phập luôn anh em nhé. Thế chứ mình 3 sao nó phải khác bọt chứ các bạn, đúng không? 3 sao nó vẫn phải khác bọt chứ. Nezuko giảm sát thương rồi đấy các bạn. À, giảm sát thương của hàng, giảm sát thương của hàng trước của kẻ địch đấy các bạn nhé. Thân mật hero. Mình sẽ thăm Tanjiro nhé các bạn nhé, để lấy nó luôn các bạn. 5 mảnh Tanjiro này. Con này lên 3 sao, S 3 sao rồi. Để thăm bọn này. Thăm mấy con này lên 3 sao nhé các bạn nhé. Đó, mỗi ngày nó cho các bạn như thăm được 3 con thì phải. Mỗi ngày này sẽ cho các bạn thăm 3 con thì phải nhé anh em nhé. Oh, cảm 5 rồi, cảm 6. Oh, cảm 3 này. Cho mình lên 5 đi. Lên 5 nhận thưởng nhé các bạn nhé. Xe hát xu nữa này các bạn. Rồi, ok đây, tạm thời đấy đi. Làm, cố làm nhiệm vụ là mua thể lực 3 lần. Cái này thì xúc tối đa luôn nhé các bạn nhé. Cái này thì không phải nghĩ, xúc tối đa luôn. Báo danh triệu hồi sư mạnh nhất. Báo danh. Ok nhé anh em. Liên minh của tác chiến, phó bản ngày, càn quét thân mật 2 lần. À, khiêu chiến mới này các bạn này. Hình mình lạ thế nhỉ. Vàng. À cũng đúng, tại con này nhìn là mình hơi lạ lạ đấy bạn. Cái con Rengoku là mình nhìn thấy nó hơi lạ lạ. Luân hồi à, 280 thì chắc là mình không kịp luân hồi 280 đâu bạn. Luân hồi vô tận đạt 180 tầng cũng chưa đến rồi đâu các bạn. Rồi. Không lên được cấp à? Không lên được cấp à? Tiêu hao thể lực, liên minh tác chiến, tiêu hao thể lực. Nào, bây giờ thì tiếp tục đi chương 20 anh em nhá. Chương này thì cũng nhẹ nhàng thôi. Bây giờ thì tiêu hao thể lực để lên cấp thôi anh em này. Có lẽ mình ra up bọn kia lên nữa nhỉ. Đuôi nhá, mình ra mình up bọn kia lên đã. Up cái bọn này lên này, up phẩm bọn này lên đã. Mình đang chưa up phẩm của mấy con này lên đâu các bạn. Vẫn đang ở phẩm thấp như các bạn. Ý tổng trị liệu 12.000 máu. Thằng này chém cũng ảo ma các bạn. Thằng này bạo kích cao phết các bạn. 141 kada. Thằng main của mình 54k. Nezuko xem nào. Tại đánh một mình nhé các bạn nhé. Nezuko đánh một mình, nó đánh hàng 3 thì nó sẽ gây nhiều sát thương hơn. Hết nhé mặt sau, 136k đam. Đánh trường, 198k. Úi giời. Và đó là hết của chúng ta. Mở chương mới, có lẽ là mình sẽ up cái này nhỉ. Tăng bậc này các bạn. Anh em, nhìn đó.
Ấy, mẹ tăng bậc lên nhiều thế này cơ mà các bạn. Tăng bậc nó lên lực chiến nhiều thế này cơ mà các bạn. Thế là mình vẫn chưa tăng bậc nó lên. Ấy, 1300 thể lực. Không biết là thể lực này, con game này nó có cái nhiệm vụ gì không anh em nhỉ? À, đấy, tăng bậc lên anh em nhé, cộng thêm 5000 nữa. Đặt lên V35 chúng ta tăng được bậc này các bạn. Đây, bọn này đã tăng bậc đâu anh em? Bọn này đã tăng bậc đâu? Bọn này mình đã tăng bậc của nó đâu? Ào, cho bậc lên cho mày khỏe. Cho mày lên bậc cho mày khỏe nhá. Không lại bảo tao không cho mày lên bậc, đúng không? Nào, mày lên level 35 được tiếp nha anh em. Nói chung là mình vẫn lên được level 35 thôi, khả năng là lên được đúng không? Mấy ông kia lên level 37 thì mình cũng phải lên được tầm đó. Vì mình có bỏ thể lực ngày nào đâu. Đúng không? Mình cũng mua thêm mà các bạn. Đấy. Cấp người chơi lên level 37, các bạn nhìn thấy không? Cấp người chơi đã level 37 rồi. Tăng sao 10 mảnh. Tăng cấp. Đấy, level 37. Ở level 37 như mở ra cái gì nhé các bạn nhé. Đây. Level 37 mình nhớ là nó mở ra cái gì ấy. Đây, ấn ký nhé các bạn. À, không. Mình nhớ level 37 nó mở ra cái gì ấy. Sao mình có 16 quyển này nhỉ? À, nó yêu cầu 10 quyển này. Mình nhớ là level 37 nó mở ra cái gì nhé anh em nhé. Mình nhớ level 37 nó mở ra cái gì à? Mảnh Hero SR chọn 129.000. Mình nhớ level 37 nó mở ra cái gì các bạn? Nhiệm vụ này. Ấy da, mẹ mày, 95 mảnh con này à? Không mà tha hồ up nha anh em nhé. Tháo hồ áp con đấy lên các bạn. Ngọc này. Sữa ngọc này. À, mở cái khắc này anh em. Mở ra cái khắc này anh em nhé. Lên level 37 các bạn sẽ mở ra cái khắc này. Đây này. Mình nhớ các bạn. Ấy. Khắc. Công tăng 1000 các bạn. Lục bậc 2, thủ vật lý. Mình cứ khắc bọn này thôi. Xác định chơi tem này thì anh em cứ khắc nó đều lên anh em nhé. Xác định tăng cấp ngọc sao, tăng cấp sao đến bậc 1 thì nó mới cho khắc anh em. Phải tăng đến đúng tầm nó mới cho khắc anh em nhé. Bảo sao anh em lại lên cấp ghê thế. Tinh luyện này, cường hóa. Cái này mình nhảy lên đây làm cái gì? Mày yên chứ tao. Đừng hết nó lên các bạn nhé. Đừng hết nó lên. Hết lại không thì báo dấu chấm này. Lên được gần 400k lực nha các bạn này. Gần 400k lực. Đây, thể lực ở đây các bạn này. 49.000. Thanh toán vé nạp, hai vé thanh toán luôn anh em nhé. Nhận vé, ba vé cầu nguyện và các thứ linh tinh nha các bạn này. Cứ túc tắc thôi, đúng không? Nhiệm vụ đạt được 350k lực chiến. Ôi, nhận 20 mảnh của Bắc Ghi. Lại có vé các bạn nhỉ. Điểm danh 7 ngày, ngày thứ 3.
Các bạn nhận được 1.000 kim cương tiếp tế ngày, nhận cột mốc này. Mấy ông đi vượt ải chính chương bao nhiêu các bạn? Maximum mấy ông vượt đến chương 31 rồi các bạn. Đây, ông này vượt chương 31 rồi. Vô tận 500, ghê thật. Đấy, đi với top server nó cũng có cái lợi thế đấy các bạn. Chơi với top server nó cũng có cái lợi thế đấy. Chơi với top server có cái lợi thế đấy. Chơi với top server thì các bạn cũng sẽ có cái lợi thế. Ai à, à ừ đây, đây khiêu chiến được trong gùi nhá. Ở ra tự nhiên là đội hình mình ngã ngửa rồi. Đó là đánh ở trong phó bản gùi. Hình như cái này nó có boot này. Hình như cái này nó có boot à, không có boot gì ngoài. Hết, hết huấn luyện, thưởng vượt đầu. Dương này. Dương nhặt được dương kim cương thì ngon nhỉ. Gần kim cương thì sẽ có kim cương. Không có à? Tưởng gần kim cương thì sẽ có kim cương nhưng mà nhé, mà lại không có. Gần kim cương mà lại không có kim cương à? Quả tăng cấp này, level 35 các bạn nhé. Các bạn sẽ nhận được XP VIP. Quả tích nạp 3 ngày liên tiếp này, nạp liên tục này. Một ngày phải nạp 300 kim cương các bạn. Hai có 23 vé, 23 vé. Chiêu mộ 34 lần, mẹ 23 vé thì chưa ra đâu các bạn. Nhận được quả Hero SSR ngẫu nhiên, nhưng mà toàn cho con Kirito nhỉ các bạn nhỉ. Mẹ con game này toàn cho con đấy đấy các bạn. Ảo ma thật, xin một con khác nữa. Con gì đây? Kurumi. Hero R ngẫu nhiên, Miku. SR ngẫu nhiên ba con. Mình nhìn thấy con Levi ấy các bạn. Mình nhìn thấy con Levi đấy. Rồi, bây giờ thì tích lũy 3 ngày được 1.000 kim cương các bạn. Sắp được rồi các bạn. Cái khoản thẻ tháng cao cấp các bạn sẽ nhận được Asuka nha các bạn. Nhìn ngon nhé. Khả năng sẽ phải kích hoạt nó rồi các bạn. Đâu nhỉ? Thẻ tháng cao cấp ở đâu các bạn? Thẻ tháng cao cấp ở đâu vậy? Thẻ tháng cao cấp ở đâu vậy? Mình vẫn còn hoàn trả quả tăng bậc này, nhận rồi. Thẻ tháng cao cấp ở đâu vậy các bạn? Cái này vượt hết rồi. Hôm nay nạp 180 kim cương các bạn sẽ nhận được những cái quà này các bạn nhé. Thẻ cao cấp ở đâu nhỉ? Cao cấp ở đâu nhỉ? Thẻ cao cấp ở đâu vậy anh nhỉ? 18 giờ. Ui, trả 5 vé, 29 vé. Nhìn ngon thế nhỉ. Múp mùm mùp luôn đây anh em nhỉ. Được đấy, được thôi, lấy nốt đây các bạn nhá. Nào, 34 vé thì chắc chắn là đủ rồi các bạn. Đúng không? Chúng ta lấy nốt con gì nhỉ? Lấy nốt Tanjiro nha các bạn này. Up nốt 3 sao con này đi. 34 vé mà chả nhẽ không ra nữa thì thôi. 29 vé phải ra rồi chứ đừng nói 34 vé. Đây là ai? Haibi Buggy Bulma Kana Quy Lã Tiên Sinh Miku Bulma Thủy Thủ Mặt Trăng Chun-Li Vivi. 10 vé tiếp theo. Nổ luôn Tanjiro. Chúng ta up được Tanjiro và gì nhở? Nezuku lên 3 sao là tuyệt quá rồi các bạn. Bulma Tuhe Elizabeth Heidi Levi Buggy Mikasa. Cày thế hả? Cày thật anh em ạ. Cày thật để không ra tâm nguyện con này. Chứ lại đã chiêu mộ đến thế rồi mà nó không nổ. Bực thật anh em ạ. Bực quá. Cảm thấy bực bội nhá. Cảm thấy rất bực bội nhá.
đấy, rất bực bội anh em ạ. Cày thật. Thôi được rồi, ăn bọn này tăng sao này. Lên lực đi các bạn. Thấy hơi bực bội nhá. Wow, gem 5 sao luôn các bạn, khỏe lắm đấy. Và thế chứ cái bọn này lên 5 sao thì cũng ra gì đấy, đừng đùa. Năm sao hình như là được thức tỉnh lên nữa hay sao đấy. Zero two. Mets Kuma Tifa. Còn nhiều nhờ, đúng là quay nhiều khác. Ấy, Bulma mình lên 5 sao này các bạn này. Năng lực hero phái đột kích X2 này các bạn này. Ấy, hero thuộc tính khác. Tăng chỉ số lên nhiều lắm các bạn, đúng không? Này, cứ up lên 5 sao là nó cũng khỏe đấy, không đùa đâu các bạn. Mẹ 5 sao khi khỏe hơn cả 3 sao SSR các bạn. Theo mình nghĩ như vậy, không đùa đâu các bạn. Rồi, bây giờ vào trong cái đống tượng nữa các bạn nhé. Chắc chắn là tượng là phải đổi lại rồi. Ôi, anh em bảo sao mấy ông top lại lên lực chiến nhanh các bạn, đúng không? Cứ gacha nhiều vậy, xong thì up lên vù vù. Gacha nhiều tăng sao thì bọn này lên lực chiến vù vù. Ấy mẹ, từ 300 400 lên 430 rồi các bạn. Chưa kể bên chỗ vùng đất thí luyện này nữa nha các bạn. Đổi lại đi lá tiên sinh. Hết rồi đấy các bạn, đúng không? Chỗ này là hết rồi các bạn. Tước vị đến mua một phát nữa này. Ấy, up tước vị lên nha các bạn nè. Tước vị cũng lên lực chiến đấy các bạn. Ấy, 444 nha anh em nhé. Xong ngày 3 này. Ngày 3 xong hết này các bạn. Giữ một huy hiệu lên 2 sao. Siêu siêu, cái đá vụn này làm gì các bạn nhỉ? Tăng cường độ huy hiệu. À, hóa ra đá vụn là như vậy. Hóa ra đá vụn là như vậy các bạn. Qua ngày, qua tuần, qua server mới. Qua ngày, qua tuần, qua server mới. Rồi đấy, clip này ngày hôm nay là thế được rồi. Nâng được gì nhỉ anh em nhỉ? Mình hôm nay mình up được con Nezuko lên 3 sao anh em nhá, đúng không? Nezuko lên 3 sao, ấn ký. Không có bộ nào giống bộ nào. Không có bộ nào giống bộ nào. Đấy, phải đi kiếm cái ấn ký này ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? À, ấn ký là khiêu chiến cái này. Cái này chưa cho không khiêu chiến 22-10 cho khiêu chiến anh em. Đấy, 446k nha anh em nhỉ. Bảng xếp hạng của server này. Wow, ông Đắc Lốt này 2.6 này. Ông Ferene 1.8. KRC 1.3. Jin 1.3. Phạm Thuận Phạm 1.000.000. Nói chung là bắt đầu tầm khoảng 1.000.000 các bạn.
mình ông này khác biệt hẳn lên với 2,6 triệu. Kinh thật sự các bạn. Kinh thật sự các bạn. Nghe ra nào làm quả 2,6 triệu lực chiến. Chơi bời. Không cho ai chơi bời cái gì à? Không cho ai chơi bời cái gì à? Vừa phải phải cái gì này. Cho anh em chơi với. Làm cái mẹ đi. Vút mùa đấy thì anh em đuổi kịp thế nào được. Rồi, thì bây giờ đi. Boss đến rồi à? À, Uchiha Mara. Ờ, cứ thỉnh thoảng khiêu chiến thì có vé đấy các bạn. Con game chính là tính ra nó cũng cho vé anh em nhiều phết đấy, chứ không phải là không cho đâu anh em nhé. Nó cho anh em nhiều vé phết đấy. Không phải không cho đâu anh em nhé. Nó cho anh em nhiều vé phết đây các bạn này. Đây, mỗi ngày khiêu chiến lại được cả vé này các bạn này, đúng không? Ra gì đấy. Bảo là không có vé nhưng vẫn có đấy các bạn nhé. Anh em chơi kẻ nông dân vẫn chơi ok đấy. Nó vẫn cho anh em vé mà, thoải mái để mà nghịch đúng không? Thoải mái gác cha. Đấy, Nezuko ngôi sao trận đấu luôn đấy các bạn. Ây da, vậy như Nezuko đánh trước á. Ghê vậy. Giảm sát thương cuối. Vèo 182k. Không 56k. Được mỗi cái thiêu đốt đi ké. 6 cộng với 58 hơn 100k đó. Đây cổ cáo hôm nay ra gì các bạn này. 148k. It vẫn ngầu đét. It vẫn ngầu đét. Let's go. Xinh gái nha. Hơi bị được của nó đấy. Hơi bị được của nó đấy. Ơ, vừa nãy mình bảo lên level 35 là mình lại nâng được phẩm nó lên rồi các bạn nhỉ. Mình cần đi qua chương 22 đấy các bạn nhỉ. Mình cần đi qua chương 22 10 để mở cái ấn ký 3 này ra. Bạn đi được càng sâu thì càng ngon đấy các bạn nhỉ. Mở ra được ấn ký ngon. Chắc là vậy đúng không? Ok anh em nhá, clip này thì mình cũng xin phép tạm dừng ở đây thôi. Đó, tổng kết ngày thứ 3 của mình nó là như vậy nhé các bạn nhé. Còn mấy cái clear ải này thì mình sẽ tự clear thôi. Chứ không thì anh em lại ngồi xem đi ải có gì đâu, đúng không? Lanh quanh thì tự ngồi đi thôi. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe cũng như ủng hộ cho mình trong cái tựa game siêu đại chiến này anh em nhé. Mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye.